nói đi. Ngồi xuống. Em cũng bị té cách đây 2 năm ấy. Em lau nhà xong rồi em vô nhà tắm xong rồi chưa. Té trong nhà tắm á. Ok. Đập đầu xuống một lần. Xong đến tháng 3 rồi đấy là đúng mùng 10 tháng 3 chiều là em bị té ở cổng chạy xe máy. Đầu là đỏ đá, còn bên này nó rộng hết không? Chỉ một bên luôn là đập hết xuống dưới nền ngồi đá. Là mấy tháng sau rồi, tự nhiên là 2-3 tháng sau là em đến chân em đau. Đi ăn đài, các bạn em đi thủ phim, các bạn hư hết cuộc sống. Hư hết cuộc sống. Không đi xuống dưới bệnh viện quận Thủ Đức thì các em ba người ta kêu là bị thoát vị vôi gai là 4 lần 5. Thành kèo trên chân, tê nhiều đây, không ngủ được, rồi đau. Cứ tê ở cái khúc đây, xong tê xuống đây, kéo không được. Rồi, bây giờ chị đi thử coi. Đi bây giờ thì... Chị đi thử coi, đi, cứ đi tự nhiên. Mà hơi dẻo qua một bên, bên trái ra. Rồi đi đi, tới đi, tới đi, tới đi. Rồi vòng lại. Rồi, giờ chạy đi. Không biết có chạy được không, tại vì lâu lắm, nó không bao giờ dám chạy. Lâu lắm không có gì em chạy, vậy thôi ngồi đây. Rồi. Đi ngủ giúp em, đi mà đau quá, em cứ phải bím cái chỗ. Đúng rồi, phải bíu bấu ở đây, hoặc là dính ở đây đúng không? Cứ bấu chặt chỗ này thì nó mới đi nổi. Rồi, nhưng mà nãy giờ đi thấy cũng là còn cứng cáp dữ lắm em. Thì vì là em cứ đau quá nên em cứ tập theo cái ông Tăng Hà năm anh ấy, mấy cái động tác đấy em cứ sáng, trưa, tối, ngày nào ấy, em cứ luyện để đi. Được rồi, chị đứng dậy đi. Chị quay lưng qua đây. Rồi, dòng hết, đó, rồi, tới này. Ok. Hồi nãy cô kia mình chưa dòng cái tay lại ha. Chị đi ngủ cái lưng nó vậy. Lưng đi ngủ. Rồi. Rồi rồi, chị nằm đây đi. Đi chuyển qua đây. Rồi, nằm xuống. Rồi. Không có chưa đâu. Trong hai người đó, người nào đến tập dần cái làm cái... Đang là rồi. Rồi, giật mấy ngón tay chim đi. Biết làm không? Đúng rồi. Xích ra chút xíu nữa. Đó, khép xuống. Rồi. Rồi, thì sát lên nữa.
ra ngoài đúng không? Làm cho nó mềm hết cái chỗ của cái khớp háng cái khớp gối ha. Chân đó, chân là chân nằm được. Trước khi em làm cái chân đó, bỏ chân ra đi. Trước khi em làm cái đó, em làm cái thế này trước. Hiểu không? Đây là này. Giờ không, cái nãy là mình ép, thì mình để đẩy cái này. Để cho nó, đó, nó mềm rồi. Đó. Hiểu không? Đó, từ từ ép xuống. Cho nó mềm rồi, nó bắt đầu mới làm cái chuyện. Đó, đúng rồi đó. Rồi, xong rồi được rồi đó, gác chân lên đi. Rồi, đi dọc, ta ra. Sự người sát dữ à. Làm gì thì chị Duyên có tập. Tiếp đi. Thì Duyên này làm mau lẹ hết lắm. Mọi người thấy là chị này là chỉ nhờ có tập luyện. Bây giờ mình chỉ chỉnh cái cột sống xong rồi mọi người sẽ thấy chị chạy ào ào không có vấn đề. Quá dễ. Rồi được rồi. Bóc cái dư vô đi. Nhớ không? Đó. Bóc chân đúng rồi. Đó. Và khi mà cái móc chân này mục đích là chứ không em vẫn ép nhưng mà lúc đó em đẩy qua đây chứ không có đẩy qua đây nữa, thấy chưa? Đó đúng chính xác, nó dễ quê lắm. Quá hay. Chị bỏ cái tay xuống dưới đó để cho nó đừng có chịu bị khác.
Đấy. Đầu là cái gì đó. Bà đã gì luôn. Rồi, đúng rồi. Đổi chuyện kia. Rồi, cũng vậy đó, em thả cho nó mềm xuống đó, cái chân này cũng dẻo hơn nữa. Bây giờ rồi, xong. Thấy chưa? Thì nhớ ha, cái đầu tiên ép cái này thì đẩy cái này thẳng xuống đây. Rồi khi mà móc cái chân vô thì đẩy chéo cái cuộc sống. Thì như vậy là khi như vậy nó mềm hết cái cuộc sống rồi thì mình xử lý nó dễ dàng. Đau không? Đau không? Đấy, ngon lắm. Đau không? Khi mà mình làm mấy cái động tác này xong giờ cái cuộc sống nó mềm lắm. Mình chỉnh cái cuộc sống ra lại cái ngon lắm. Không đau luôn. Không đau luôn, ngon lắm. Thấy chưa? Thở ra. Rồi được rồi, em thấy này đủ rồi. Rồi móc chân vô. Rồi, thở. Thở ra. Quá trời đẹp. Mát luôn. Thở ra. Đấy, mẹ nó làm rồi, con làm rồi. Thở ra. Thở ra. Thở ra. Được rồi. Rồi. Quỳ xuống. Rồi. Đẩy luôn. Đi vô. Thở ra. Đi vô. Thở ra. Thở ra. Thở thế lại. Quá đẹp. Đi sâu vô. Rồi. Thở ra. Có đủ dẻo rồi. Giờ chỉ ngồi vậy đi. Bả bị dẻo quá trời. Quay qua cái đây. Rồi quỳ lên. Rồi xích tay chút xíu, quỳ tới lên, xích tay tí nữa. Đó, rồi, ngồi xuống, chân xuống. Chân ngồi xuống. Đó, vậy nè. Làm cái đúp xuống lên. Ở dưới. Rồi, được rồi. Rồi, bóc lên. Rồi, nhả ra. Chết. Đúng rồi, bánh. Đúng rồi. Nghe không? Nghe cục liền đó. Vô rồi nè. Rồi, chị bước xuống đi. Em giật tay làm gì mới về cái tay lại cho nó cân cái cổ đứt. Rồi. Rồi. Nhịn ăn hút không khí chậm lại. Hút hết. Đợi đợi đợi. Tôi hỏi gì có nhịn ăn hút không khí không? Rồi rồi rồi, vậy là chị chưa học. Vậy đi nha. Rồi rồi rồi. Rồi. Xong rồi cho lên. Cần nó lấy ra người lấy trận lên giờ nó cái đó trận vậy nha nên nên người ta rồi bây giờ phải làm như vậy chết rồi.
Không đúng. Rồi, nằm thẳng ra. Quay mặt ra ngoài đi. Lùi ra. Ok. Xuôi hai vai xuống. Rồi. Lưng là không cần. Dẻo quá. Dẻo quá rồi. Móc đi đây. Móc đi đây. Đi đây. Móc đi đây. Móc đi đây. Móc đi đây. Móc đi đây. Đúng. Hành xuống. Khi mà mình được chữa ra, cái sự tự tin nó tăng lên, thằng thần thấy những cái chỗ đau, mấy cái đau đớn mình là nó không còn nữa. Cái điều quan trọng mà mọi người thấy là chị này, những cái tư thế mà để mà ép kim đồ làm của chị đó, những người mà đã bị chèn cái cuộc sống lưng đó, là không bao giờ chịu nổi rồi. Nhưng mà chị này đã chịu nổi, có nghĩa là chị đã bắt đầu ổn rồi. Và hồi nãy kéo cái cuộc sống chị nghe nó răng rắc hết không? Nghe nó rớt hết nè, về xếp xương về lại rồi ha, ok, tắt, sao rồi, ngồi dậy đi, mọi sự tốt lành rồi, rồi, bây giờ thấy trong người sao, nghe nhẹ nhàng nhàng chị chịu khoan khoái ha, rồi, bây giờ chị đi trước đi để cho chị thấy chị tự tin trước, mọi người sẽ cho chị đi thẳng, đúng rồi, nghe không, cái chân cái bông hồi nãy bên trái á. Nó bị dẻo ha, bây giờ đi ngon lành thấy chưa? Đó, rồi, con bây giờ bắt đầu chạy ra đằng kia cho nó lại sợ. Đây đây nè, thử cái tay nè, đó. Rồi, bây giờ thấy nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu mà dù đây nó còn hơi hơi chút xíu không sao bây giờ nó còn hơi rim tí xíu nhưng mà chỉnh lên rồi thôi rồi không có gì rồi ok. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khoa học theo điện thoại
Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.